Hello, xin chào mọi người. Hôm nay bếp của Mama xin hướng dẫn các bạn một món ăn rất là ngon mà truyền thống của người Việt Nam mình ha. Đó là món thịt kho tàu, thịt kho trứng đó mọi người. Đây thịt đây là 1 ký. 1 ký nhà mình đã luộc sơ qua với muối để cho nó khử cái mùi của thịt heo á, với lại những cái chất dơ của thịt heo. Sau khi mình luộc sơ rồi mình nhớ để cho ráo nước nha. Rồi đây mình sử dụng là đường phèn. Đường phèn mình sử dụng bao nhiêu đây thôi, để cho nước nó được nó ngọt thanh á. Mình sử dụng 2 trái dừa cho nên mình sử dụng đường phèn nhiêu đây ha, với 1 quả ớt. Nếu mà mọi người không ăn cay thì mình lấy nửa quả thôi. 1 củ tỏi. Củ tỏi này á các bạn nên lấy luôn vỏ, nhưng mà trước khi lấy luôn vỏ thì các bạn rửa sạch á, tại vì trong trong cái củ tỏi này có mấy cái chất trắng trắng này rất là độc nha. Rửa cho sạch rồi mình đâm xong mình hãy lấy vỏ nó ra. 1 trái chanh. 1 trái chanh. Bây giờ mình đâm đâm tỏi nè, với đâm ớt và đường phèn để mình trộn chung với thịt ha. Mình đã đâm xong tỏi, ớt và đường phèn rồi nè các bạn. Mình bỏ vô mình trộn nha. Lúc mà mình đâm tỏi xong á, mình bỏ bớt phần vỏ tỏi nha. Sau đó mình nặn chanh vào. Mình nặn chanh. Mình nặn chanh cho thịt nó trong lại á. Nếu mà các bạn không có nước dừa thì các bạn sử dụng khoảng 5 muỗng canh đường. Còn nếu mà các bạn có nước dừa thì mình sử dụng khoảng 2 muỗng thôi ha. Một ký thịt là 1 trái chanh. Bây giờ mình bỏ thêm 2 muỗng canh muối, muỗng đầy á. 2 muỗng canh muối. Nửa muỗng canh bột nêm. Bột nêm là bột ngọt đó, mình không có sử dụng nhiều bột ngọt, nhà mình ăn ít bột ngọt lắm. Sử dụng 1 ký thịt, nửa muỗng đó thôi ha. Rồi bây giờ mình trộn cho nó đều. Mình trộn cho nó đều xong mình ướp trong vòng nửa tiếng thôi, nửa tiếng cũng được, nếu mà các bạn để 1 tiếng cũng không sao ha. Bây giờ mình ướp, mình để đây, mình đi luộc thịt. Luộc trứng. Hồi nãy mình quên dặn các bạn là muốn thịt mình hơi đỏ một xíu thì mình bỏ thêm một muỗng cà phê nước màu vô nha. Để cho thịt nó có màu đỏ. Đây là nước màu dừa nhà mình tự làm. Còn nếu mà các bạn muốn thắng nước màu đường thì các bạn thắng để vô ha. Bây giờ mình đun sôi nước dừa. Đây là dừa của mình là được 2 trái dừa. Còn nếu mà các bạn không có dừa thì mình dùng khoảng 1,5 lít nước. Rồi mình đun đun sôi lên rồi mình bỏ thịt vô ha. Nước các bạn để lửa lớn cho nó sôi lên. Rồi xong mình khi mình đổ thịt vô thì mình để lửa riu riu nhỏ để cho nước dừa nó thấm vô trong thịt. Còn nếu mà các bạn không, cái này là mình để 2 trái dừa mình nấu trước nha. Mình bỏ thịt vô mình nấu, rồi sau khi mà nó hơi cạn cạn riu riu rồi mình mới chế thêm nước vô một chút xíu nữa. Trong khi mà mình đợi nước nó sôi mình chế biến hộp dịch. Cái này hộp dịch đó là các bạn nên lựa hộp dịch cũ. Hộp dịch có nghĩa là để được càng lâu thì khi mà mình luộc nó lên nó không có bị tróc cái vỏ ra. Còn hộp dịch mới thì nó dễ bị tróc cái vỏ ra lắm nha các bạn. Mình dùng tăm á, mình đâm lủng vậy nè, để cho nó đâm xung quanh hết nè, để cho nó thấm thấm cái gia vị vào trong hộp dịch này, ăn nó sẽ rất là ngon. Nước dừa của mình nó đang bắt đầu gần sôi lên rồi nè, thì các bạn bỏ thịt vô nha.
Tại vì mình quay, mình cầm điện thoại rồi mình quay như vậy nó hơi khó, cho nên bây giờ các bạn chế chế thịt vô ha. Mình chế thịt vô xong á, đợi cho nước nó sôi một lên thì mình vớt bọt ra, mình vớt cái phần lớp bọt ở phía trên đó các bạn, mình vớt ra ha. Xong rồi mình để hộp dịch lên. Cái này là hai trái dừa mà nước nó đã bao nhiêu đây rồi. Nếu mà các bạn không có dừa thì các bạn dùng khoảng 1,5 lít nước lã, nước lọc của mình á. Và mình thêm nêm đường nhiều hơn lúc ban đầu mình một chút xíu nha. Bây giờ mình đợi cho nó sôi lên rồi mình vớt bọt. Nước nó sôi một như vậy mình nhớ mình vớt cái phần bọt lên nha. Bọt này nó dơ lắm nè. Lúc đầu thì mình dặn lửa lớn nó mới ra cái phần bọt dơ này nha. Còn nếu các bạn dặn lửa riu riu nó không có ra đâu. Một chút xíu nữa mình hạ cái lửa nó nhỏ lại một chút xíu. Bây giờ mình thêm, mình dặn lửa nhỏ xíu nha. Mình dặn lửa nhỏ mình để riu riu khoảng tiếng đồng hồ á. Bây giờ mình thêm 3 muỗng canh, 3 muỗng ca 3 muỗng 3 giá này nè, 3 giá nước mắm ngon ha, 3 giá vào. 3 giá canh nha. Tại vì mình cầm điện thoại cho nên mình không có quay được hết. Nhớ 3 giá canh chứ không phải 1 giá nha các bạn. Xong rồi mình để hộp dịch lên luôn đi. Mình để hộp dịch vô và để cho nó thấm vị luôn nha. Các bạn thích kho trứng cút thì mình để trứng cút. Mình cầm một tay nó hơi khó quay nè. Các bạn nhớ để lửa riu riu nhỏ lại. Bây giờ mình kho nồi thịt này á, mình không có đậy nắp nồi lại nha các bạn. Nếu ở nhà các bạn có lá chuối thì mình đậy lá chuối lên để cho nó hút hết mấy cái bọt ở trên này nè. Còn nếu mà mình có lá mít á, thì mình để lá mít lên để cho nó thịt nó mềm mềm nhanh hơn lá chuối. Phần gia vị nêm nếm á, là phải tùy theo khẩu vị của từng người, từng gia đình mình á. Thích ăn ngọt thì mình nêm hơi ngọt xíu, còn thích lạt mặn như thế nào thì mình cứ nêm nếm thêm, chứ không phải là công thức của mình nó sẽ phù hợp hết tất cả khẩu vị miệng ăn của mọi người đâu nha. Nên mọi người đừng có bình luận là nói sao này nhiều cái này kia ít. Các bạn cứ cứ nêm như vậy xong rồi mình nêm nếm thêm theo khẩu vị của mình ha. Bỏ lá mít lên. Mình không có lá mít thì mình dùng lá chuối. Mình đậy cho thịt nó mau mềm á. Rồi các bạn để lửa nhỏ riu riu thôi. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ thịt mình nó sẽ rất là ngon. Không cần đậy nắp nha các bạn. Xong rồi mình bắt lửa nhỏ để liu riu nha. Lá mít á, mình đem về mình nhớ rửa cho nó kỹ, thiệt kỹ từng chiếc lá. Rồi cái phần cuống của lá nó sẽ có mủ trắng, các bạn nhớ rửa kỹ thiệt kỹ nha. Trước khi mình bỏ vào để những cái côn trùng nó bám trên lá để mình ăn nó không có vệ sinh. Nhìn cũng hấp dẫn quá ha các bạn ha. Nồi kho của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Nhưng mà theo mình nghĩ á,
Nếu như mà các bạn mà muốn ăn nó hơi ngọt ngọt một xíu á, thì các bạn nên ướp là 5 muỗng canh đường là chuẩn luôn nha. Tại vì nhà mình không có ăn đường nhiều quá cho nên mình chỉ để khoảng 2 muỗng canh đường phèn đầy đầy một xíu thôi. Còn nếu mà các bạn ăn ngọt ngọt mặn mặn á, thì các bạn nên để 5 muỗng canh nha. 5 muỗng canh đường, 3 muỗng giá này nè, 3 muỗng giá nước mắm, 2 muỗng canh muối, nửa muỗng canh bột nêm bột ngọt. Để mình ghi công thức ở dưới phần mô tả cho các bạn nha. Đây, ngon ghê không? Đó. Để mình múc ra tô cho các bạn xem. Cái màu nó rất là đẹp. Tại vì nhà mình không có thích ăn mỡ cho nên mình dặn mẹ mua mua thịt chứ không có mua mỡ về làm, mà bỏ mỡ thì phí, cho nên mình ăn mỡ mình ăn thịt thì mình mua thịt thôi. Đây, mùi thơm cực kỳ luôn, ngon lắm nha các bạn. Món này mình ăn với dưa giá bông điên điển đồ á, ngon cực kỳ, ngon tuyệt vời luôn. Để mình ghi công thức dưới phần mô tả cho các bạn rồi các bạn làm theo nha. Nếu mà là không phải, nhiều người thấy để đường nhiều quá nó ngọt, không phải đâu, nó vừa